Chị Loan là không có cho quay mặt nha mấy bạn, thông cảm nha. Mấy bạn nào mà đề nghị quay mặt chị Loan á thì lên trên đây lên quán kiếm. Xin chào các bạn. Hôm nay cả nhà mình nói chung là thứ hai thì đầu tuần rảnh nên cũng bày món này món kia ra để làm ăn. Thì hôm nay chị Loan sẽ làm cái món chuối khoai mì hấp nước cốt dừa. Hấp rồi ăn với nước dừa hay là nước cốt dừa vậy á, mình nghe vậy thôi, mình không rành lắm. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn từ đầu đến cuối để mình coi cái món này như thế nào. Nghe thì hấp dẫn á, nhưng mà mình không biết, mình thì chưa thử cái món mà vừa chuối vừa khoai mì như thế này. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cùng coi. Chị Loan thì đang lột chuối. Mấy ngoại hay mẹ nói là mấy người đập dừa mà đập ngay á, mấy người ngay thẳng. Bin không biết có ngay thẳng không Bin. Chết méo rồi. Rồi kệ không sao đâu. Rồi tắm được. Xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Bin, con bà Hai. Bin đang nạo dừa nè các bạn. Thấy tội nghiệp Bin này một chút, mình ráng mình ăn nhiều nhiều một chút. Các bạn, đây là khoai mì. Mình thì chưa có hình dung được chị Loan sẽ làm cái món đó như thế nào. Mình vừa quay, mình vừa nói chung là mình vừa quay vừa coi cách chị Loan làm, cũng chia sẻ luôn với mấy bạn ở nhà. Mai mốt mấy bạn nào có muốn làm bánh thì cứ theo cái cách của chị Loan này làm. Canh vừa đủ cái lượng chuối á. Chị Loan đang bỏ chút xíu muối nữa. Các bạn thấy chị Loan giỏi không? Làm món cũng giỏi mà làm bánh đồ, làm bánh, làm nói chung là nhiều cái món ăn chơi rất là. Bỏ đường vô. Xong bỏ đường. Hấp đường vô cho nó. Mình háo ngọt nha bạn, nên thấy những cái món mà bánh ngọt hay là cái gì ngọt là mình rất là thích. Mình cũng rất tò mò để coi cái bánh chị Loan sẽ như thế nào. Mình thấy vừa có chuối vừa có đường là mình thích rồi đó. Giờ mình ớp khoảng nửa tiếng đi. Nãy giờ chị Loan nói cái chuối mà chị vừa ớp á các bạn, thì chị ớp khoảng nửa tiếng hơn để cho nó thấm đường, thấm muối vô. Và bây giờ chị đang lột khoai mì. Bin thì đang giúp chị Loan nặn nước cốt dừa. Như chị Loan nói thì mình xài nước cốt dừa thật là đặc để nó béo, chứ không có xài nước giảo hay nước cốt loãng.
để nước cốt dừa nó béo thì béo, béo với nó có bị đậm đà thì các bạn dùng nước á, nước dừa nãy mình đập ra mình hòa lại trong cái sắc dừa để mình nặn nước trước. Như các bạn đã biết thì mình cũng cái này là mình chia sẻ luôn, tại một số đại bạn đã biết rồi, cái khoai mì là 1, măng là 2, măng tươi đấy các bạn. Thì khi mình trước khi mình nấu sử dụng đó, thì mình phải ngâm với nước, khoai mì cũng vậy, để nó ra bớt cái chất ở trong đó, nó cũng có chất gì á, nó cũng gây, nó cũng độc cho cơ thể. Nếu mà gọi là ăn nhiều á thì nói chung là khi mình lột vỏ ra mình phải bỏ vô nước mình ngâm. Đây là cái thao nước cốt dừa bên vừa dắt ra nè các bạn, hai trái dừa mình dắt được nhiêu đây nước cốt. Khoai mì chị Loan ngâm nước thì rửa sạch rồi về chị bào ra nè các bạn. Biên vô làm hộ chị Biên. Mày phải mày. Bác làm vậy thôi. Các bạn đi chị Loan bóp rất là chặt cái khóa này để dắt cho nó khô nước. Làm cái khoai mì hấp chuối này thấy chị Loan chỉ dùng sát thôi nha các bạn. Cố gắng dắt bỏ nước đi. Cái nước nó độc. Nước độc. À, chị nói là cái nước nó độc. Thì có vị đắng các bạn, như khoai mì với măng là nó có vị đắng giống giống nha. Đây cái số khoai mì mình với chị Loan vừa dắt cho cô nè bạn. Chị Loan bỏ thêm ít bột bắp lên đây nữa mà. Rồi chị cho nước cốt dừa lên vô trong đây luôn, nước cốt dừa nãy bên dắt á. Mình để ý thấy trên trong cái thao nước cốt dừa này, chị chỉ vớt lên phía trên thôi, chị vớt nước cốt thôi, cái phần nước lắng ở dưới chị không có sử dụng. Thì trộn đều. Ở trong đây nãy có khoai mì gì các bạn. Bột bắp và nước cốt dừa. Cho thêm ít đường vô đây luôn. Rồi trộn đều cái hỗn hợp này. Xong chị cho cái phần chuối ốp đường nãy nè các bạn, cho vô đây luôn. Chị trộn chung. Mình nhắc lại với nãy giờ mấy bạn chưa có hình dung đó, thì cái này là chuối sứ ha. Chuối sứ chị cắt miếng, chị lột vỏ chị cắt miếng, xong chị ớt chút xíu muối, ít đường. Chị để khoảng 30 phút, trong thời gian đó thì chị Loan lột khoai mì, chị ngâm nước. Xong chị mài khoai mì ra. Sau đó dắt cho khô nha bạn, dắt khoai mì cho khô nước. Mới bỏ chút xíu đường, chút bột bắp. Này, bây giờ trộn chung hết tất cả lại với nhau nè. Giờ mình bỏ vô cái khay mình hấp hả? À, sau khi hoàn thành trộn chung này, chị sẽ bỏ vô một cái khay để chị hấp. Chị Loan sẽ dùng lá chuối để chị lót cái khay.
chị dùng dầu ăn để chị quét lên cái bề mặt của lá chuối này các bạn, để chị cho nó dễ chín bánh với nó không có dính. Chị Loan nói thì tùy cái độ dày mỏng của cái khay để mình với cái phần chuối với khoai mì thì mình có thể hấp từ hơn 30 phút các bạn, có thể 30 phút hoặc hơn để cho chín cái bánh này. Còn cái phần chuối nãy chị chưa trộn hết, về chị Loan trang trí trên cái bề mặt. Đây là lá dứa thơm, mình hấp hay mình nấu cháo hay gì đó ở miền ở quê hay xài cái này nè, hấp sôi rồi đó để xài lá dứa này cho thơm. Đây cái lá dứa mình mới hái, mình bỏ ít ở dưới cái nước nước để cái nồi hấp nè bạn, cái sửng nè, rồi ít mình bỏ trên đó. Đây, coi là mấy cái bắp chuối chị Long ha, ít mình lá chuối, cái này mình bỏ lá dứa nữa. Rồi mình cứ để cái sửng đây ha, khoảng nửa tiếng sau thì mình sẽ kiểm tra coi nó chín hay chưa các bạn. Này dế đi tối mấy anh em mình đi cắm nè, mình mới kêu nè, kêu ký dế. Các bạn thấy mình lẹ mấy con rắn mối chưa gì nó vô nó canh này nè, vì đây thấy ăn no luôn nè, không biết bò đưa được nào. Rồi sức đuôi luôn nè, chả mất ở dưới vậy, thùng cao gì mà nhảy vô được, không biết đi được nào vô. Trong khi chờ bánh khoai mì chín thì mình nướng con rắn mối này nha, nướng mồi ăn ngon lắm mà, nó ngon thịt gà nữa. Vậy thôi chứ tội nghiệp nó, ở đây rắn mối nhiều lắm, nhưng mà đây nó cũng ăn côn trùng á, ăn mấy con ruồi muỗi rồi đó cũng đỡ. Mình thả đi ha. Dế này mình mua mối á, ta bán bỏ ký đó. Ký trăm mấy chục ngàn vậy đó, mặc sức mà câu. Cái lần trước mình đi, mình không có, mình ra ngoài đường mua 10 ngàn 20 ngàn mà ít lắm, thì đây câu mệt luôn. Dế này cũng ăn thịt được luôn, để chút mình rảnh mình quay món dế cho các bạn coi. Còn dế kia kìa, dế cơm vậy chứ không ăn dế này. Dế này cũng ăn được, chiên hay kho tiêu, chiên bơ, lăn bột. Sáng giờ mình với Long ngồi câu ở đây, thấy chị Long làm bánh mới chạy vô quay cho bạn coi nè, cái số cá nè, hai câu nè, vừa rô vừa trê đủ lòng. Giờ con bắt ốc cho câu cá. Thôi con bắt ốc chi, con lội xuống dưới cá nó đâu có ăn. Long đang có khách nên kêu Bi canh chừng giùm. Bi là con của chị Hường. Con chào mọi người đi. Hả? Na nữa nè, nó chào mọi người. Con chèo lên đây, con lội xuống dưới sao cá ăn con. Đây nè, quay mặt lên đây chào nè. Xin chào mọi người. Con bị thấy ốc nó lại đây quá chừng. Dạ. Ba hồi nãy con mới thấy một con cá nó đây nè. À. Nó bơi mất rồi.
Đây, chờ chờ bánh chín. Đâu rồi? Mình quá mình. Đâu con bắt được mấy ốc đâu? Ốc này ốc gì? Dạ ốc này ốc bu. Ốc bu hả? À, giỏi ha. Biết ốc bu nữa. Ốc kia là ốc gì? Bác. Giờ này tới giờ cơm mà chờ bánh chín đấu quá đó nè. Thơm, mùi lá dứa thơm, à, thấy không? Này hả? Đói quá, thấy mấy cậu ăn cơm ăn ké luôn. Chờ bánh chưa chín. Đó, cơm này bạn, này có rau luộc chấm với mắm nêm, canh chua, thịt kho măng. Thịt kho măng, thấy măng ngon hơn thịt đấy cậu. Dễ ăn hơn. Giờ mình thử này cho coi nó chín nữa bạn. Wow. Nhìn hấp dẫn quá nè. Đây. Hả? Không dính đũa là chín hay chị Đông? À vậy là chín rồi. Oh yeah. Rồi, nhắc xuống thôi. Chín rồi các bạn ơi. Đây. Bánh chín rồi đây. Ngon quá chị. Đó. Ngon. Thơm. Ăn không chưa được nhưng mà mình nghe cái mùi rất là hấp dẫn. Mùi đó dưới rất là thơm. Chín rất là cũng nghe cái mùi. Lấy muỗng ăn hay là cắt ra chị? Không thì cắt ra chứ. À. Bóc tay đúng không chị? Hay quá nè. Rồi cái bánh chín rồi nè các bạn. Giờ mình ra mình ấy mình thử. Đang có khách, chị Loan với mấy chị đang có khách. Nóng lắm. Nóng lắm. Mình không biết sao rồi lấy nó ra. Nè phỏng cái này luôn nè ba. Phỏng luôn hả? Phỏng luôn, phỏng cái tô này luôn. À. Một tiếng nè. Đây là nước dưới. Cố gắng mình kéo ra cho nó đẹp. Hơi thơm thơm mà hơi thơm thơm á bà. Thơm quá trời thơm. À. Thơm chứ. Thơm không? Thơm không? Thơm nhiều không? Như cái bánh kem, kem chuối vậy. Chị Loan, nè. Chị đang ngồi nhìn, nhìn mà thèm quá ha ba. Ừ, để mình cho tụi nhỏ thưởng thức thử. Thì chúc trường phần cho mấy chị. Có nhân gì không ba? Có. Nhân dừa. Nước cốt dừa nè con, khoai mì nè, chuối nè. Đây đây. Bạn nào ăn ba cho. Ba cho con miếng thôi. À cho thử một miếng. Ừ đó. Ba. Cho con chút xíu thôi. À còn chút xíu thôi hả Bi? Rồi. Con cũng chút xíu thôi ba. Ừ. Để thử. Ừ. Bi đưa dĩa đây chú thấy cho. Con bằng Bi. Rồi. Con ăn cái này rồi, cái gì á? Ăn đi. Ừ, ngon, ngon. Ừ. Mình như con ăn cái này rồi, cái gì á? Ăn, ăn rồi hả? Nhìn rất là hấp dẫn các bạn, thơm quá chừng thơm nè. Bánh này giống như cái chiên. Còn các bạn biết cái can nước đá này là gì không? Này không phải trà đâu, mà lá dứa đó, nước lá dứa hồi nãy với cái uống thử đi Bi. Nước lá dứa trong cái lò hấp á, chế ra mình bỏ chút xíu đường. Ừ. Bỏ chút xíu đường rồi bỏ đá vô cho mấy nhỏ vừa ăn dưỡng luôn. Tận dụng luôn các bạn ha. Trời ơi, luôn á ba. À, ăn, ăn đi. Bây giờ con sẽ ăn bánh thử bánh chuối. Này gọi là bánh kem. Bánh chuối. Bánh kem chuối. Kem chuối khoai mì. Thử ừ, ngon không? Ngon ba. Ai giờ nó quá ngon hả ba. Nước thơm quá chừng thơm. Đâu bằng em đâu. Con ăn con ngon không nè? Dạ. Ngon không? Dì Loan làm á. Ngon. Ừ. Ngon. Con này Bi. Bi ơi, con đừng có rái mũi nha. Bi là con của chị Hường. Chị Hường phụ bếp cho nhà luôn. Con ăn đi Bi. Ngon ăn đi con. Con ăn. Ừ. Uống nước dứa. À, thích uống nước dứa hơn hả? Không thích ăn bánh hả? Con thích mà ngon không? Mà thấy ngon không? Thôi. À, thích chuối hả?
ăn chuối còn bánh chưa ba hả? Con thì thích bánh. À vậy con ăn đi. Bánh với chuối. Bánh mềm, nó vừa ngọt ngọt, nó vừa dính. À, dính nữa hả? Vừa... mềm. À mềm nữa. Như dẻo quá ba. Giống trà quá ha. Hồi nãy ba đem ra nó tưởng trà. Ờ, trà nước dứa. Con cũng vậy. Con cũng vậy hả? Thích không? Con thích bánh không? Ủa, con cho ba uống mà. À con cho ba uống hả? Cho ba miếng nữa đi. Có ai ba, có ai mời ba ăn bánh không? Dạ có. Con. Để ba cắt. Cắt cho ba mà. Không, chúc ba ăn chung tụi con á. Có bổ gì không ba? Hả? Mát thôi con. Nước lá dứa. Nãy mình có cho chút xíu nước trà vô cho nó có màu. Mấy đứa nhỏ lại thích nước lá dứa hơn. Cũng thích bánh mà thích nước lá dứa. Đúng rồi, ba con uống con thấy mát mát chứ. Chị uống hết. Ừ, cho em uống với con. Thì con chế cho em. Cái cạn kia của con. Cho em chế món. Không ăn ngán hả? Rồi mình ăn bánh nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và thoải mái. Lên nhớ subscribe và like cho ba con nha. Đúng rồi. Mình chia sẻ mà. Chia sẻ nữa. Chia sẻ và các bạn bè. À, chia sẻ cho các bạn bè cùng xem đúng không? Rồi. Bye bye. Cảm ơn tụi con. Rồi, chào nha. Bi con cũng chào mọi người nè. Mắc cỡ. Hú vui dung dạ.